Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ender Gaming. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cái tựa game GTA 5 này ha. Thì trước mắt các bạn đây là chiếc Lamborghini Aventador phiên bản 2019 SVJ. Cái phiên bản J có nghĩa là cái đợt trước có một chiếc Lamborghini J Speedster, là nó là loại xe mui trần. Mà cái loại xe đó giống như là xe trong trường đua vậy đó, nó không có mui, cũng có đúng mỗi cái kính chiếu hậu đưa lên chút xíu thôi. Nó là bản mui trần. Rất là đẹp. Thì đây là bản Lamborghini G 2019 ha. Aventador. Ok, thì hôm nay mình sẽ đem tới cho bạn một cái mod khá là đặc biệt trong GTA 5 này, đó chính là một cái mod có tên là Farming Life Project by bởi cái người làm mod là Kasich 25 ha. Thì cái mod này nó sẽ cho các bạn làm một cái nông dân chính hiệu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chạy tới đây ở khúc này ha. Khá là xa đó. Wow, và con Lamborghini mod trong GTA 5 này thì làm rất là giống ở ngoài đời, có nghĩa là những cái tựa game mình đã chơi á, Forza Horizon 3. Nó có cái con Lambo, nó có cái chức năng là báo tua máy á, khi mà các bạn thấy nó có hai cái vạch trên cùng á nha, đây nè. Có hai cái vạch này nè. Mình giảm tua nó sẽ mất một vạch hai bên luôn. Thì khi các bạn lên tua cao thì nó sẽ chớp cho các bạn xem ha. Đó, nó sẽ chớp như vậy nè, các bạn thấy không? Rất là thật ha. Hộp số nó cũng chuyển động từ số 1, số 2, số 3 lên luôn. Ui. Chạy ơi. Thôi chạy đi không sao, GTA 5 mà. Phá nó mới vui. Ok, bây giờ mình đang chạy tới cái chỗ nông trại đó và mình sẽ làm việc một như một người nông dân ha. Đi hình như đi đầu tiên là chạy xe máy kéo máy cày gì á, đi xới đất lên xong rồi trồng xuống thì phải, mà không biết có cho trồng cần sa hay không hay là trồng mấy cái loại cây bình thường thôi, không biết nữa. Thì con xe như này mình chỉnh màu vàng, vàng đen. Sơn xe chính là màu vàng và sơn trên cái mui xe màu đen ha. Maxbit 213-214. Không có chỉnh nhưng thêm một ít nào hết. Cái này tốc độ xuống dốc cho nên nó không phải là tốc độ thật của nó nha các bạn. Này là đang xuống dốc cho nên là nó chạy lên rất là nhanh. Ui 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 ui, con cáo. Ồ, nó phóng ra được. Con cáo hay con sói ta? Sói cáo hay chó gì á? Đang chạy phóng ra đường. Đây 220 nè. Sắp tới rồi các bạn ơi, 1,2 km nữa. Rồi bò mà cho đi đường đất rồi, tội thiệt chứ. Ủa rồi cái đường này khác gì cái đường kia, đường này mình leo qua cái gì bắt mình đi nguyên một đường vòng. Bà nội cha đó. Ở đây thì đúng là tại đây phải có cái đường đi xuống vòng dưới cái cầu. Rồi ok, mình đã tới cái điểm gọi là điểm trồng trọt rồi ha. Bây giờ để kiếm chỗ đậu xe cái đã. À, mấy cưng ở đây coi xe giùm anh nha. Ok, cảm ơn nhiều. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô cái chỗ này. Mình cần mua một cái gọi là mua một cái nguyên một cái mảnh đất này là để mình trồng á. Đây ha. Ok, mua với giá là một triệu, ủa đâu, 150.000 đô. Tiền mình thì nhiều, không sao, đại gia mà. Nó cho các bạn chiếc xe máy cày ha. Rồi ok, bây giờ làm cái gì bây giờ, gắn cái này vô hả? Hay ha. Đây này nó xới đất nè các bạn. Từ từ
Xới đi con. À, kêu các bạn phải kéo cái này, các bạn đi xới đất ha. Rồi ok. Bị hụt cái chỗ đó rồi. Không sao. Xíu mình quay lại sau. Rất là hay nha các bạn. Đi làm nông trại nè. Con xe này nó lùi, không có, nó lùi nó bị vướng cái kia nên là nãy mình không có lùi được. Rồi ok. Cào lẹ. Chạy em vào trong này đi, mệt quá. Ok. Phải có cái kia nó mới tính nha các bạn, còn xe các bạn chạy không nó không có tính đâu. Đây nè đó các bạn thấy không, có cái đó kéo theo thì nó mới tính được mấy cái điểm này là mình đã xới đất lên rồi. Rất là hay nha các bạn, món này rất là hay nha. Đó, nó biến mất nè. Cái kia kêu như cái tiếng xích đu mà sao ta, xích đu mà các bạn đưa 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 nó kêu két 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 két. Rồi còn mấy điểm nữa. Trời quá easy. Đấy có nhiều bạn kêu mình là lấy xe máy cày làm Uber thì các bạn nhìn cái xe máy cày của mình chỉ có đúng một chỗ ngồi thôi. Còn mà chạy Uber thì mình cũng biết là bằng kia nó đu câm hay đu bánh nữa. Rồi, xong. Xong rồi cày kéo xong rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ dừng ở đây. Để mình xem tiếp theo mình sẽ làm cái gì. Con bò mình bên kia kìa. Restore your equipment. Rồi. À, bây giờ mình sẽ xem hướng dẫn. Attach the drag trailer to your tractor and run over the wire making grain trailer. Cái là bây giờ mình sẽ lấy cái gắn với cái thùng này. Mình sẽ gắn cái con xe máy cày của mình vô cái thùng này, không có gắn vô cái đồ xới đất nữa ha. Cái kia là chuồng nuôi động vật, ngựa bò đồ. Rồi. À bây giờ có nghĩa là mình sẽ đi hình như mình đi lấy đồ á các bạn, lấy mình lấy mình chở này, mình đi lấy hạt giống về rồi mình đổ đầy mấy cái này. À, bây giờ mình phải đi lấy hạt giống fuel ammo đang là 0%, mình phải lấy đủ 100% rồi mình sẽ chạy về. Con bò đậu chỗ đẹp quá, mấy xíu nữa là đi ngang suốt cái mỏ rồi. Ê, khoan khoan, ở đây có cái vụ gì nữa các bạn, ở đây có cái vụ à, cảnh sát dí cướp. Giờ cảnh sát muốn giúp đúng không? Đại sĩ có súng điện không có đâu. Chỉ bắn mấy thằng quỷ này, cảnh sát nó bắt mình chết. Ok. Nó bắn chỉ thiên luôn rồi kìa. Cảnh sát nó bắn chỉ thiên rồi, xong. Giơ tay lên. Đó, mày hả mày? Chết cha mày chơi con. Mình là anh nông dân da đen tốt bụng. Tính bắn chừng nó. Người bắn hụt và cái cảnh sát nó bắn bắn đây nè. Đây là sĩ quan Lewis, đối tượng bị tình nghi đã bị gọi là bị còng tay rồi này kia đó. Nó sẽ tới rước kìa. Các bạn có thể chọn giúp một trong hai ha, tại vì hai cái chấm là đỏ xanh. Một là các bạn giúp cảnh sát, hai là các bạn giúp thằng cướp, thì giúp thằng nào cũng được. Ủa chạy xe kia, chạy xe này ta. À không phải, chạy xe này đúng rồi. Xe kia không phải. Đây, các bạn vô đây lấy Ủa? Ủa này là cái chỗ bán mà. Đây là cái nông trại, trang trại thứ số 1. Vậy rồi làm sao để mua nha? Mình tưởng đó là mình phải chạy tới mình đi lấy đồ chứ, nhưng mà không phải, này là để bán thôi. Nghĩa là các bạn chạy tới đây để bán đồ khi mà các bạn đạt được ở bên cái chuồng heo. Heo ơi. Các bạn khi mà các bạn
có một cái thu hoạch rồi á, bạn thu hoạch được rồi thì các bạn mới bán. Hiện tại mới xới đất lên chứ mình chưa có làm gì đâu ta. Để mình xem. Trời, có đường ngắn nhưng mà không đi, nãy giờ đi đường dài. Vậy là nó phải còn một cái máy gì đó nữa để mình phải bỏ hạt giống vô. Rồi để mình reset lại cái xe cái đã. À ok, mình hiểu rồi ha, cái bước lúc nãy là mình sợ à, đây nè, nó mọc lên cây nè các bạn. Cái bước đây nè nó mọc giống 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 xíu nè các bạn, này nè. Đó, thấy không? Cái bước lúc nãy là mình xới đất là mình đã thả hạt giống luôn rồi, và sau đó khi mà cái hạt giống này nó lên tới một cái lớn nhất định á, thì đó thì các bạn sẽ lấy cái xe này kéo cái thùng đó chạy qua những cái này để mình chạy qua chỗ kia mình bán ha, mình lấy tiền chứ không phải là không phải là mình đi thả hạt giống nữa. Đấy. Vì mình lấy xe đi một vòng chơi. Hồi cái này một hồi nó sẽ tăng lên, có nghĩa là thời gian nó trôi qua trong game thì nó sẽ hạt giống nó sẽ nảy mầm lên, nó sẽ lớn lên. Thì các bạn cũng có thể chỉnh thời gian trong này cho nó nhanh. Mà nhìn như nãy giờ cũng nhanh rồi đó, mình đi quãng đó nó cũng lên lớn lớn rồi nè các bạn thấy nè. Mấy cái chỗ mà mình trồng đầu tiên nó lớn lên đầu tiên nè. Rất thật ha, đây nè. Các bạn nhìn mấy cây nó bự mấy cây khác không? Nó bự từ từ luôn á. Điên hồi nguyên vườn. Được á, đi dạo vòng ra test speed con Aventador Chase này. Ok. Đây cho các bạn tham quan cái chuồng heo, bò, gà, vịt, ngựa. Đây là con bò. Đúng không? Đúng rồi, con bò. Ý, mình đạp cái gì? Đạp cứt hay đạp cái gì mới vô nó cái bẹp cái. Mưu. Để đi kiếm bò sữa. Đây có con bò sữa nè. Mu. Ấy 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 ấy. Chụp tấm ảnh. Trời ơi đẹp quá. Đây là cái trang trại bò thôi chứ không có heo. Heo như nó nằm trong chuồng á. Đây cho này cho trang trại bò mà các bạn, bò sữa nè. Mu. Đứng yên cho tập hình cái coi. Cho chụp tấm hình đi. Bà nội cha mày. Nhiều bò quá các bạn ha. Ok, đi tiếp. Đây, mình có một con bò nè, đây nè, mình cũng có một con bò nè. Mà ấy, cái càng nhìn cây nó lớn hơn chưa? Các bạn nhìn bò mình, bò xịn. Bò này cũng là đồng loại với bò kia đó. Để bây giờ ra cao tốc test đường speed chơi. Hoặc là mình có thể đi tham quan cái khu khu trang trại này cũng được, nhưng mà mình nghĩ chắc trong này không có gì hết trơn á. Chạy đi đi Ồ, đúng là cái chợ chỗ bò, các bạn nhìn nó có nguyên cái bò, cái này mình ít khi nào để ý lắm ha, cái này nguyên cái hình con bò luôn cơ. Bò nhà này quen lắm, nhà này như đợt Trevor đi đốt nhà này. Mình nhớ không làm là vậy, nhà này đợt Trevor đi đốt, đúng rồi, đợt đi đốt hay là tấn công gì á, cái nhà này nè. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Nhìn muốn làm nhiệm vụ ghê á, nhưng mà nhiệm vụ mình làm xong hết trơn rồi, mình làm lâu lắm rồi. Có nhiều bạn kêu mình làm lại nhiệm vụ đi, làm lại một lần rồi á, làm lại nữa thì mấy cổng này thì chứ. Làm lại nó thì rất là chán, với lại việc hóa thì nó cũng như vậy thôi, nhiệm vụ nó cũng như vậy thôi, đây nè. Shady Tree. Ok, do bị một cái vấn đề gì đó mà lúc nãy mình đứng mình ngắm cái biển con bò, cái mình bị out game luôn. Bị bò đá out game mấy bạn ơi. Thật ra là mình mới lót lại game và mình mới trồng lại ha. Bây giờ đang đợi nó là nó mọc lên cây á. Thật ra bây giờ mình phải đi một vòng chơi một vòng. Thời gian nó lên thì cũng giống như thời gian như nó tính bằng phút á các bạn. Qua một phút thì nó sẽ lên như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào. Giờ mình đang đi chơi. Đứng nhìn con bò bị con bò đá buồn thiệt chứ. Cái chuyển số nó rất là đật, nó rất là thật ha các bạn. Chuyển từ số những cái số qua đây nè. Nếu mình chạy tốc độ cao đó là nó mờ, đó là số 5, thấy không? Kiểu nó một cái nó gọi là giống như cái transition là cái chuyển cảnh á. Rất là đẹp. Đó, về số 3 nè. Số 2 nè. Thấy không? Còn nếu mình giữa giữa này là nó giữa giữa là nó mờ luôn, các bạn thấy không? Này nó mờ mờ luôn nè.
không thấy số luôn á, nó nằm giữa số 2 và số 3 đó, em mờ mờ nè đó. Rất là vui. Ok, bây giờ mình sẽ quay về ha. Trời nó cũng xuống chiều chiều rồi, mà hồi nó tối thui luôn rồi, không thấy đường đâu mà đi thu hoạch. Nhưng mà con này hình như là nó hơi sai sai chút xíu vì hộp số nó chỉ có 6 cấp thôi à. Mình tưởng mấy con siêu xe thì hộp số nó phải 7 cấp hoặc 8 cấp á, chạy nó mới sướng. 6 cấp như là nó không đúng cho lắm, không đúng cho lắm thôi, chứ mình không biết nó phải chiếc này có phải là 6 cấp hay không nữa. Nhưng mà thường trong này thì hình như mình thấy hộp số 7 vậy đó, chưa hình như chưa thấy hộp số 7 cấp. Hiếm. Ơi ơi sorry sorry, bây giờ mình về trang trại ha. Không sao, mình đại gia mà, xe mấy này chuyện nhỏ. Đây mặt trời luôn rồi, có mặt trời luôn rồi. À đây cái trang trại của mình đây, nó lên cây rồi nè các bạn, lên cây bự bự luôn rồi nè. Thu hoạch thôi, thu hoạch thôi. Cây này mình nghĩ là thu hoạch được rồi chứ không có đợi tới cây lớn hơn đâu. Đây bự rồi đó, nhưng mà mình muốn muốn đợi nó lớn hơn nữa không được không ta, chắc được. Ok bây giờ mình sẽ đợi, đứng đợi tiếp ha, chị ta sẽ đứng đợi tiếp cho nó lên lớn hơn nữa. À tình hình là mình đợi tới đêm luôn nhưng mà cây nó vẫn không lớn nữa. Nó bị chậm phát triển rồi các bạn ơi, nghĩa là cây nó tới đây là hết rồi ha, không có lên được cái cây một cửa bự bự như cái cây đó đó đó, không lên được. Ok thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái xe này gắn vào cái trailer và đi thu hoạch ha. Buồn quá, tưởng nó cây nó lớn lớn chứ cây có chút xíu à. Rồi ok bây giờ mình bắt đầu đi lụm mấy cây này đó, thì mỗi lần các bạn chạy qua thì nó sẽ có một cái điểm trắng đó, thì nó sẽ thu hoạch vô được một cây thì được 2%. Da 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 rồi gãy thùng luôn rồi, gắt quá nó gãy thùng luôn rồi. Đây thì cái điểm trắng đó thì một hồi các bạn sẽ lấy cái xe kia các bạn lại cày xới đất lên là và bỏ hạt giống xuống lại ha. Thì bây giờ mình chỉ làm một lần thôi. Xong cái này là chạy ra bán thử coi được nhiêu tiền. Coi có lời không chứ, cái khu đất mình mua là tốn 150.000 đô, 150.000 đô. Thì để coi coi là thu hoạch được bao nhiêu tiền. Thì cái mod này hiện tại là cũng chỉ là đang là project, có nghĩa là chơi chơi thử thôi, nhưng nó như là một bản beta vậy đó, nó chưa là bản chính thức, và chắc là sẽ đợi nhà phát triển, cái người làm mod này, người ta sẽ cập nhật thêm những cái tính năng mới hơn. Hiện tại như vậy là quá ok rồi. Ngày càng thu nhỏ lại, mình khó quay đầu quá. Hay còn một khu nữa. Giờ chạy bừa chạy đại luôn chứ sao giờ. Ủa à khoan khoan, mình đủ 100% rồi, hàng gì nãy giờ mình chạy hoài mà nó không có mất, có nghĩa là dư. Mình đi 2 lần, đi 2 chuyến các bạn ơi. Đây nè, để chạy ôi căng gì, đi đằng kia đi chứ. Đây bây giờ chạy tới chỗ này mình bán ha, trong dăm rồi nãy giờ không để ý, mình cứ chạy hoài nó không có vô nữa. Cái rào mà lúc nào không mở, chạy vô cái hư, chạy vô cái hư. Ok bán được, bán được bao nhiêu đây, bán được bao nhiêu vậy, 64.000 đô. Ok, vậy là cũng lời, mình đi 2 lần là được 128.000 đô. Thì lần thứ ba coi như mình gỡ vốn là rồi, có nghĩa là mình lời lúc luôn á. Bạn nào muốn làm giàu thì cứ đi.
đi vô đây kiếm trang trại, nhưng mà mình chưa bán hết nha, chưa bán hết đâu, mình giờ mình còn lấy thêm một số mình bán nữa là sẽ còn nhiều nữa. Đây này còn một số cây đây nữa nè, chưa xong chưa xong chưa xong đó. Bán thì lúc này nó chắc cỡ được 70.000 đô hoặc là 80.000 đô vì đó gì đó. Vậy là chỉ cần hai đợt mình trồng cây thôi, thu hoạch coi như là mình gỡ vốn luôn. Khá là hay. Ok, lượm rồi được 56% hả, vậy chắc cũng cỡ được 40.000 đô không ta, ba mấy 4.000 đô á, tầm 30 38 40.000 đô thì phải. Cái cửa rào nó trồng lên nhanh quá ta. Rồi ok, 35.840 đô. Tại vì mình bị vướng á, nên mình phải tắt cái bảng này đi mình mới xem được cái số tiền. À, vậy là cũng được 35 với 64, cũng gần được 90 99 đúng không ta? Ờ đúng rồi, 99. 99.000 đô. Rồi, đây là xong một cái công việc của một cái AI của một ngày hôm nay ha các bạn. Đó, đây là một cái công việc của một người nông dân. Khi anh Gia Đen đi làm nông dân trồng cây trong trang trại. Em vì mình qua bên thăm cái chuồng bò. Chuồng bò này các bạn chạy xe vô được. Nè, hello mấy cưng, anh là đồng loại của mấy cưng nè. Không quan tâm chưa? Ê, đê, đê, đê. Bò sống chuồng, bò sống chuồng. Con bò này nó trốn nè. Ê, tụi bay đâu? Nó đi uống nước hay đi đâu vậy? Đi bơi hả? Có mang áo phao không? Đi đâu đây? Dưới kia là sông, nó đi đâu đây? Đây là cái kênh nước để người ta lấy nước người ta tưới cho trang trại. Bớ người ta con bò nó đi bơi. Con bò nó trốn đi đúng kiểu bình thản luôn các bạn nhìn nè. Đi thẳng dưới kia bơi luôn cưng. Đâu đây? Nè, hồ bơi nè, đây nguyên một hồ luôn nè. Em đi thêm nữa coi nó đi đâu. Nó không có sợ mình các bạn. Nó còn kêu nữa. Đi đâu ta? Đi gặp người yêu hả? Người yêu là cá hả? Đúng rồi, đúng không? Trời ơi, còn biết điệu đi giữa hai cây đồ. Tôi bản thân có mập quá không? Mập vậy đi không vừa, nó mớm mà đi vừa. Rồi, thẳng xuống luôn. Thẳng xuống luôn. Bò đi bơi. Ấy bò, nó đi bơi. À không, quay lại rồi, quay lại rồi, quay lại. À ok, nực quá đi ra tắm xíu. Ok. À, đi đâu nữa anh? Đi đâu nữa anh ơi? Vãi cả bò. Nè bò này cũng tắm được nè. Giỡn hoài cưng. Không bị bò nó lầy quá. Vậy đi đâu đi lẹ đi, còn không lên tao chở cho đi nè, mày đi tới mày đi mệt quá. Đi đâu nữa? Tắm rồi đó, rồi vậy đi đâu? Vậy là tắm rửa thơm tho gặp người yêu, chứ không phải người yêu là dưới nước mà là tắm rửa thơm tho đi gặp người yêu. Mày có uống nước biển không? Sao thấy mày say quá vậy? Đi mày xỉn, đi lượn qua lượn lại quá vậy? Ngồi nó đi về thành phố luôn ta, nếu mà theo dõi nó đi về thành phố luôn á. Rồi hết đường đi rồi con. Trời mày khôn vậy. Ôi cái đây là một cái bí ẩn trong cả năm mà ít nhiều khó ít 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 nhiều bạn biết luôn á, là con bò nó rất là thông minh. Trời ơi, nhà phát hành nó edit nó chỉnh sửa con bò này thông minh được chứ. Mình còn bằng nó nữa, dữ thiệt. Ỉa hả? Ủa không, ba lô. Tưởng nó ỉa chứ. Rồi đi tắm nữa. Trời nực. Trời nực quá, đi tắm hoài à. Mình chặn đầu nó thử coi. Đù, giữ 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 hết đường đi được cưng. Ừ, quay đầu lại. Đi đâu ta, đi đâu đi hoài ta.
Rồi xuống nước luôn kìa. Mà hồi mày chìm là không may cẩu mày lên đâu nha con. Mần thịt bò ăn luôn à. Đây có chiếc xe. Ồ. Ấy, có nhiều bí mật các bạn chưa biết là có một cái chiếc xe nằm ngoài biển hết. Không biết con này đi đâu ta. Nó sợ tiếng xe, nó sợ gì chân á, nó có đi nó cắm mặt nó đi thôi à. Mà nó cũng trốn ghê thiệt. Lách. Cái chuồng bò là nó không có xung quanh mà cái khúc cái kênh lúc nãy là nó có một cái khoảng hở không có bị che lại, lách nó đi ra như thật á, lách trốn khỏi camera luôn, tại vì cái đó là một cái bụi cây, vô bụi cây cái đi xuống cái kênh rồi nó thấy luôn. Dấu chừng nó để lại luôn rồi các bạn, đây nè. Dữ thiệt, mấy mình lên mình cưỡi nó được là sướng ha. Trời, lấy hai con đua với nhau, đua không? Khi bò vàng đua với bò sữa. Thôi kệ cha, nó đi hoài mệt quá. Cho mày đi cái bờ biển luôn á. Bây giờ mình để mình các bạn đợi xíu mình quay về mình luộc cái chuồng bò đó thử nha, rồi mình sử dụng video tại đây. Để xíu. Ok, đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô cái chuồng bò, mình lùa nó thử, mình bóp càng, mình phá nó thử nha. Đó, đó, đó. Ok, chạy, chạy, run, 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 run. Run now, run now, run now, run. Ơ, chết bạn. Sorry. Sorry. Ok, nằm nghỉ đi, không sao đâu. Không, mấy con này nó khôn. Đây nè. Đó, coi còn nó đi đó. Các bạn thấy nó đi quá trời luôn kìa. Oh, run, run, chạy đi, đúng rồi, chạy đi, chạy vì mạng sống, chạy đi. Lùa bò. Sạch cái chuồng bò luôn rồi, còn mấy con nó đang ăn thôi. Mấy con này nó không sợ. Ây da. Wait. Hay. Lỡ đụng nhẹ cái đầu cái nó xỉu luôn. Đây, nguyên đám bò nó đang đi bên này đây ha. Có một con đi, có một con nó nằm ở dưới kênh nè. Rồi. Tin mới. Thanh niên đi gọi là trốn trại, trượt chân, đập đầu xuống kênh, ngủ. Không có giống này nó trơn lắm. Bình thường mình đi xuống có khi mình cũng trượt té chứ nói gì tới bò. Cho nên là con đó là trượt trượt chân là chuyện bình thường. Rồi mấy con quỷ kia nó trốn đâu luôn rồi, mất tích luôn rồi. Đây là một cái vườn cây khác cũng giống giống như vậy. Đó. Ok, thì video mình sẽ dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, và nếu các bạn thích cái video game GTA 5 này thì các bạn hãy đăng ký cho mình cũng như là like và share, đừng quên cho mình phía dưới thiệt là nhiều nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.